Anh em nhé, tiện thể đây tôi đang làm dở cái video hướng dẫn anh em ngủ chính nền này. Xin thông báo với em ạ, mấy cả anh em một tin buồn là tôi nghịch trưa nghịch dại mất hết số điện thoại của anh em rồi nhá. Loanh quanh không sao lưu số điện thoại, thế nào khôi phục cài đặt gốc mất hết số điện thoại rồi. Giờ mất hết số điện thoại của anh em, anh em nào mà nếu mà lấy lăng xê cái thứ gì thì nếu mà có số của tôi rồi thì anh em lúc nào muốn lấy thì alo lại và nói tên cho tôi cậu hộ cái nhá. Tôi mất hết số rồi, ok anh em. Đây anh em, sau đây anh em xem cái video của tôi hướng dẫn Vâng, anh em chào cùng anh em, tôi này. lâu rồi Ok. tôi lâu lắm rồi tôi mới làm cái clip hướng dẫn ủ thính nền này. Tại vì lâu rồi không câu lục, nay tôi lại chuyển sang tiếp tục câu lục này. Đây là 5 cân khoai lang luộc. À quên, xin lỗi anh em, đây là khoảng 5 cân khoai lang sống nhá. 5 cân khoai lang này tí nữa thì anh em sẽ luộc lên. Đây là 5 cân khoai lang gọt hết vỏ rồi. Khoai Nhật thì tốt hơn, nhưng mà tôi đi mua khoai Nhật thì nó đắt quá nên là tôi mua khoai này. Khoai Nhật 27.000, 25.000 cân. Khoai này có 15.000 cân thôi. Và đây là anh em mới nhớ số lượng này. Đây là 5 kg khoai này. 4 cân cám gạo và 5 cân cám ngô. Và đây là bỗng rượu. Đây. Cái bỗng rượu là cái mà người ta nấu rượu xong rồi mà cái này người ta để cho lợn đấy. Đây nó chính là bỗng rượu anh em nhá. Và anh em ở đây là nguyên liệu chuẩn bị này. Cái chỗ này thì tôi không biết chính xác được số lượng cân bởi vì tôi không cân. Đáng chừng nó chỉ khoảng cũng phải tầm 4 cân rưỡi 5 cân bỗng đấy. Đây thế nào là thôi cho nó 5 cân đi, ta có 5 cân này. Và 5 cân là 10 cân, 10 cân cộng với cả 14 cân. 4 cân là 14 cân và đây là 5 cân khoai nữa là 19 cân. 19 cân và ta sẽ ủ được trên một cái thùng sơn đây anh em. Tôi chuẩn bị một cái thùng anh em rửa sạch lau khô đi và để ráo này. Và đây là cái chậu. Bây giờ tôi đang đun nước và tôi sẽ cho ngô ra đây để tôi trần. Anh em lau sạch khô đi nhá. Rồi ok anh em, sau khi mà lau khô rồi anh em sẽ đổ cám ngô ra đây để tí nữa mình anh em sẽ trần để ủ thính này. Clip này tôi có hướng dẫn rất chỉ là nhiều rồi nhưng mà cái này lâu lắm rồi tôi không hướng dẫn. Tại vì thời gian rồi tôi chuyển từ đánh lăng xê khá nhiều, đa số nó đánh lăng xê thôi, thế là tôi mới không hướng dẫn được anh em trộn cái này. Đây ủ một lần và câu cả nửa năm. Và cái thùng sơn này cũng lau khô đi.
lau khô sạch sẽ hết đi nhá. Đây là lỗi tôi rửa rồi, lau khô. Anh em lau sạch sẽ khô ráo đi để đảm bảo cái thùng thính của mình ủ sợ nó không bị hỏng. Ok anh em. Đây tôi đang trần ngô trước này. Sau đấy thì luộc khoai, đây là nước đun để trần ngô này anh em này, sôi rồi. Bây giờ đổ nước sôi vào trần anh em nhé. Đây, vẫn thiếu nước, tôi có cắm thêm một siêu nước nữa rồi. Trần như này ngô chỉ chín được khoảng 50-60% thôi anh em ạ. Rồi, như vậy anh em đảo đều lên là ok rồi. Giống như kiểu là ngày xưa nấu bánh đúc ấy. Đấy, ngô bánh đúc. Rồi, anh em để ra đây cho nó nguội. Rồi bố trí đến khoản khoai này. Đây, khoai anh em luộc như này cho nó nhanh này. Khoai anh em chặt nhỏ ra luộc thì sẽ nhanh hơn. Mà
chắc là tôi phải luộc hai xoong rồi, vì một xoong này chắc nó không luộc được. Đấy, nhà anh em nào có cái song to ấy thì cho một song là nó hết rồi, tôi song nhỏ. Xong nhỏ nên là tôi phải cho vào hai xong.
Thôi anh em, vậy là ok. Bây giờ luộc khoai. Đây ngô trần thì đang để cho nguội, ok anh em. Chút nữa mà khoai khác các thứ chín thì tôi sẽ quay tiếp nhá. Em khoai lang tím này tôi mải đánh điện tử, cái khoai lang này là có cái nhược điểm luộc mà bị quá lửa quá là nó chẹt loét ra. Thôi tí đỡ phải bóp vậy, không sao. Đây, tôi ngồi đánh điện tử, mải điện tử điện đóm thế là quên mất, khoai chẹt loét luôn. Đây, còn một xoong đang luộc. Ok, không sao. Chẹt thì chơi chẹt. Anh em Anh em. khoai tím này, khoai tím luộc nó bị chuẹt hết cả ra rồi. Thôi chả sao, để đỡ phải bóp cũng được. Ok, đây là bóng rượu này. Ngô, bóng rượu, ngô trần và khoai lang và đây là thính gạo. À quên, cám gạo. Rồi ok anh em. Giờ tôi sẽ tiếp tục làm video. Tất cả đồ đạc nó đã nguội rồi. Ok, giờ sẽ cho tất cả vào và đảo lên thôi. Và ủ vào thùng, thế là xong. Bốc cho vào thùng đây. Bật quạt kia để cho nó nguội. Khoai nó tràn hết cả ra rồi, luộc hai cái đều bị quá. Khoai nó tràn hết ra. Không sao. Ngoài như cháo này. Em cho cám gạo uống rượu vào bóp đều lên thôi. Lý do là 5 cân cắm ngô và tại sao cắm gạo nó lại 4 cân, bởi vì cắm ngô nó nặng hơn, và cắm gạo 4 cân thì nó đã rất chi là nhiều cắm gạo rồi anh em ạ, nên là mua cắm gạo ít hơn. Bóng rượu. Hơi đầy, khó trộn.
Lần này là do khoai là nó hơi ướt, nó ủ hơi nhão này, không sao. Nhão khô chả quan trọng lắm. Ai mà ham cái môn thể thao dày đầy này nó cũng thế thôi, cũng vất vả thế thôi anh em ạ. Này, làm rất thì là vất vả để được cái thùng thánh đàn ủ. Cái này là lò mọ tôi làm từ gần 12 giờ trưa mà giờ là 4 giờ chiều rồi anh em ạ. Đấy, tính sơ sơ trọng lượng 19 cân. 19 cân mà quay video thì cái rất chậu này, chậu giật quần áo rất chi là to mà quay video nhìn nó rất ít thôi anh em. Anh em cố gắng đảo đều chút cho cái bốc nó đều.
Rồi, giờ cho vào thùng. Đậy lại, ủ. Ok anh lần này nó không phải là màu vàng nhá, bởi vì nó không phải là khoai 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 lang vàng, nó là khoai lang tím anh em ạ. À, anh em ấn chặt xuống nhá. Ok, cái thùng này tôi chỉ để thế thôi, thêm một tí nữa không thể cho hết được. Tí nữa thì tôi sẽ cho ra một cái hũ nhỏ khác. Không có là mấy hôm nữa nó bỗng mới cả ngô những thứ nó nở ra là nó sẽ bị trào, nó sẽ bị hiện tượng trào thính ra ngoài. Ok, một thùng nữa này. Đây, kiếm một cái lọ nhựa nhưng mà cũng phải lau sạch đi. Lọ này là lọ muối cà đây mà. Nó rửa qua rồi nhưng mà nó chưa khô. Lau đi nó sạch. Khô đi. Đang quay phim mà tin nhắn cứ đến tổng đồng phòng này. Rồi ok anh em, tôi cho lốt vào cái lọ này này nhá.
cũng may anh em ạ, vừa đủ. Cái này mà đầy thêm tí nữa thì bỏ nó cũng sẽ bị tràn cái lọ này, không vừa đủ, vừa đủ có chỗ này đựng đó. Đó. Anh em lau sạch sẽ hết xung quanh đi. Rồi, cái này thì cần một cái túi ni lông. Đấy, anh em lấy một cái túi ni lông cho lên trên và lấy lắp đậy lại. Đấy, anh em nhìn nhá. Nó chưa, nó còn khoảng 3 phân nữa thì nó mới đến thùng, nhưng mấy hôm nữa mình mở, khoảng 5 hôm nữa, 1 tuần nữa mình dở ra là nó sẽ đầy thùng. Rồi, ok. Anh em cố gắng đậy thật chặt nhá, phủ lý lông đàng hoàng nhá, để tránh ruồi bọ rồi các thứ nó đẻ vào trong nhá. Ok, bây giờ mình sẽ để đây này. Xong. Đấy, hôm nay thì lâu lắm rồi tôi mới lại có cái video tôi hướng dẫn anh em hướng dẫn ủ thính nền đấy. Đây, đã xong rồi. Loay hoay từ loay cho hoay coi như mất lửa buổi. Đấy, anh em nhìn đồ đạc này, bây giờ đi rửa này. Ok, tôi chúc anh em thành công. Khi mà trong cái thùng thính ủ này anh em có thể rửa ra xem. Nhưng mà tốt nhất là không nên dở ra nhiều quá để nó ảnh hưởng đến quá trình lên men. Tốt nhất là 15 ngày, anh em không sợ hỏng đâu. 15 ngày anh em khui ra bắt đầu đi câu được. Để từ đây đến 15 ngày, anh em quên là nó là mình có cái thùng thính này này đi. Sau đấy thì 15 ngày sau anh em lôi ra là có đồ dùng. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau. Bây giờ tạm thời thính lục thì chưa có, bữa sau đi câu thì tôi vẫn sẽ câu lăng xê. Và bữa sau nữa thì tôi chắc chắn là tôi sẽ có mồi câu lục rồi. Ok anh em, và đây là lọ mẻ hôm nay tôi mới làm. Đấy, lọ mẻ, đây chính là lọ mẻ hôm nay tôi mới làm này. Tôi làm để chờ đến lúc 15 ngày nữa là tôi làm là được rất chi là nhiều mẻ rồi, thì tôi sẽ kết hợp với cả cái thằng này. Ok anh em. Đấy nhá, hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau. Ok.